Một số kỹ thuật cơ bản trong việc chơi đàn. Đầu tiên, đó chính là tư thế ngồi. Ngồi thẳng lưng, thoải mái, bàn chân đặt chắc chắn trên sàn nhà. Độ cao của ghế nên phù hợp, ngón tay nên cong tự nhiên, không bị căng hoặc ép, cổ tay nên giữ thẳng và không quá cao hoặc quá thấp. Thứ hai, thực hiện thường xuyên và có kỷ luật. Lập kế hoạch luyện tập, chia nhỏ thời gian luyện tập thành các phần nhỏ. Mỗi phần tập trung vào một kỹ thuật hoặc một bài học cụ thể. Học đàn là một quá trình dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn, luôn duy trì đam mê của bản thân và động lực để học tập. Và cuối cùng đó chính là tìm kiếm sự hướng dẫn, tìm một giáo viên piano để hướng dẫn bạn hoặc sử dụng tài liệu học tập và khóa học trực tuyến. Tuy nhiên, trước khi thực hành các kỹ thuật đó thì bạn cần phải có một cây đàn. Nhưng mua ở đâu thì uy tín? Hãy tham khảo Minh Phụng Music với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối cho hàng trăm các đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Và hôm nay hãy cùng một số lượng lớn đàn organ Kirkman K200 và piano điện Artesia Performer sẽ được đóng hàng để đi đến các đại lý tại Huế và Thủ Đức. Nào, chúng ta bắt đầu video nhé. Đầu tiên, team sẽ chuẩn bị piano performer. Các cây đàn được cố định lại với nhau. Sau đó hai bạn dùng ni lông bọc quanh đàn nhiều vòng tất cả các mặt, tránh hư hỏng khi vận chuyển hàng. Các bạn có biết tại sao Artesia Performer vẫn luôn được tin dùng dù đã ra mắt từ lâu không? Artesia Performer là chiếc đàn piano thuộc phân khúc tầm trung đến từ Mỹ, dành cho người chơi cơ bản đến chuyên nghiệp, sở hữu âm thanh 3D chất lượng cao mà còn cung cấp nhiều chức năng hiện đại so với các sản phẩm cùng phân khúc khác. Và xe tải đã đến, các anh lần lượt vào đưa 5 cây Artesia Performer về với đại lý tại Huế. Cửa thùng tải được đóng lại và chuyến xe từ từ lăn bánh. Giờ hãy đến với organ Kirkman K200 thôi nào các bạn. Cũng như Performer, đàn K200 sẽ lần lượt được anh em sắp xếp lại từng hàng với nhau để tiến hành đóng gói. Toàn bộ đàn sẽ được căng đều và bọc đủ các mặt với nhiều lớp ni lông, không chỉ tránh chảy xước thùng mà còn tránh ẩm ướt do trời mưa. Với mức giá hợp lý, Kirkman K200 vẫn luôn là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn bắt đầu học đàn mà không cần phải đầu tư quá nhiều chi phí. K200 là cây organ với trang bị nhiều âm sắc đa dạng, sẽ đem đến bạn cảm giác tuyệt vời khi sử dụng trong những lúc luyện tập và thư giãn. Nếu anh em quan tâm về organ Kirkman K200 và piano điện Artesia Performer, hãy lên kênh của tụi mình và nhập model vào ô tìm kiếm để tham khảo chi tiết hơn nhé. Và 5 cây K200 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, được mang lần lượt ra xe để cùng bạn shipper lên đường đến với Thủ Đức. Vậy là buổi đóng gói piano điện Artesia Performer và organ Kirkman K200 hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu đàn yêu thích, các bạn hãy ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.